Dạ vâng, kính thưa quý cô bác quý anh chị cùng toàn thể bạn trẻ nam nữ thanh niên kính mến. Chắc hẳn chúng mọi người thì bây giờ đang cũng đang đến chờ ngày đến Tết rồi ạ. Hôm nay thì ngày mùng 10 âm lịch, như vậy còn có mười mấy 20 ngày nữa thôi thì bà con sẽ được đến cái đêm giao thừa để chào sang một cái năm mới nữa. Quý cô bác bà con anh chị cũng đang ráo riết đặt vé xe, vé cộ, vé tàu, vé bay các thứ về quê rồi. Thì bà con anh cô bác anh chị nào mà cũng đang có tiền mà muốn mua xe ô tô thì hãy liên hệ ngay với Khả Năng Ô Tô để mua xe về đi Tết. Khả Năng Ô Tô chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Địa chỉ An Lão Hải Phòng, số điện thoại 032 6062 789. Rất mong mọi người sẽ quan tâm theo dõi đến những video Khả Năng Ô Tô đăng lên đây. Thì ai mới xem làm ơn hãy đăng ký kênh và like chia sẻ video giúp Khả Năng Ô Tô nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Ngày hôm nay Khả Năng Ô Tô có về một mẫu xe Honda City, em trai của Civic, phiên bản số sàn, động cơ 1.4. Thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam, đời 2014, động cơ 1.4, đầy đủ túi khí, phanh ABS, nardăng đúc, tất cả mọi thứ đều nguyên bản theo xe, rất là đẹp, màu trắng, cái màu mà năm nay bán tốt nhất, chạy nhất trong các phân khúc xe tầm khuôn 300 triệu đồng. Thì đây là một mẫu xe với giá nhỉnh hơn 300 một chút, 325 triệu đồng, bà con sẽ được sở hữu một mẫu xe tư nhân không khoan đục, biển Hải Phòng. Đấy, thương hiệu của Nhật Bản Honda thì chắc là nó tầm tầm cao hơn Vios rất là nhiều nhé, mà giá thì chắc là rẻ hơn cả Vios đây. Thì mẫu xe Honda City này nó cạnh tranh phân khúc giá rẻ với Hyundai Accent và Toyota Vios, nó sẽ được đánh giá cao hơn nhiều so với những dòng xe như Vios và Accent cũng như là Elantra đấy. Nên quý cô bác và con anh chị nào mà yêu thích cái dòng xe Nhật Bản mà màu trắng đẹp ngọc trinh, số sàn có thể về làm chạy xe hoa đám cưới, xe dịch vụ thì hãy liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 032 6062 789 để sở hữu mẫu xe này. Đăng kiểm tháng 4 năm 2021, chiếc Honda City đời 2014 động cơ 1.4. Biển Hải Phòng, tên tư nhân, không khoan đục, lại bên em đang chào bán mức giá là 325 triệu đồng. Giá trên bên em hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc về cho bà con các bác. Sơn xi căng đét, nội ngoại thất tươi mới, không đâm đụng ngập nước. Đấy. Thì bà con đến xem xe liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 032 6062 789 nhé. Mẫu City này thì nó động cơ nó nhỏ hơn so với dòng Civic. Civic thì người ta là 1.8. Civic là anh trai của City. Civic thì nó cùng phân khúc với Altis. Còn City thì nó cùng phân khúc với lại Vios, nhưng mà Vios thì chắc chắn không có cửa so với dòng City này được. Kể cả về phần form dáng của nó cũng rất là góc cạnh và đẹp. Đây các bác nhìn này. Đấy. Giá này chỉ bằng Vios đời 2013 thôi. Đó, đời 2014 bản E Vios bên em đang bán tầm 340-350. Còn chiếc này em bán có 325 triệu, quá rẻ. Đồ đạc phụ tùng thì như nhau. Đấy, rẻ như nhau. Bền bỉ, dòng City là chắc là đánh giá cao hơn về chất lượng cũng như là bền bỉ, máy móc. Cam kết chiếc này máy zin luôn nhé, máy zin luôn, không hề ngập nước. Nên là máy còn zin luôn, 100%. Thì thực ra đời cao thì máy zin thì nó sẽ bỏ qua được cái vấn đề ngập nước. Một khi đã ngập nước rồi bắt buộc phải làm máy. Nên là máy còn zin thì bà con sẽ không cần tính đến chuyện ngập nước hay không. Đấy. Thì còn xem có va quẹt đâm đụng gì không thôi. Thì bọn em cam kết luôn cho bà con là không có đâm đụng ngập nước, nên bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Mẫu xe màu trắng này rất là đẹp, form dáng, từ form dáng đến cái hình thức bên ngoài của nó, đi ngoài đường nó rất nổi bật, đẹp luôn. Đấy bà con, anh chị nào mà yêu thích cái màu nhã nhặn, trắng trẻo, đẹp được đẹp gái đây. Chủ yếu các chị em phụ nữ cũng rất thích màu trắng, hay bắt chồng mua màu trắng. Thì đây là một chiếc xe biển Hải Phòng tên tư nhân, biển cũng rất là đẹp nhé, 13112. Đấy. Như vậy là 8 nước nhỉ, 1, 3 là 4 này, 4 là 8 nước luôn, rất đẹp. Đấy, sơn si thì bên ngoài các bác nhìn thấy không cần phải làm 1.000 tiền sơn nào cả nhé. Đó, rất là dài, bên em hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc về cho bà con. Thì chúng ta cùng kiểm tra cái phần nội thất của chiếc xe đi. Đấy, nardăng đúc thì nguyên bản theo xe nhé, của Honda luôn. Rất là đẹp, lốp cũng còn tầm 80-90%, lốp đánh lốp rất là sâu, 4 quả lốp đẹp luôn. Đấy, về phần nội thất của chiếc xe thì có một cái số duy nhất là cái bọc vô lăng. Thì cái này thì vứt ra ngoài đơn giản nhé. Em sẽ vứt cái này đi, hoặc là thay mới cho bà con một cái mới. Bọc luôn. Nhìn bực mình. Xe đang đẹp, có cái ốp xấu quá. Thôi rồi, tí bọc, nặng lắm, không bóc rồi. Thì đây, nội thất thì bọc da theo màu tapi cửa. Ghế bọc da nhé, form rất là căng, cứng, đẹp luôn. Đấy, sơn lòng trong cũng sạch sẽ. Đấy, phiên bản đủ thì nó có gương kính chỉnh điện. Đấy, và có độ thêm cụp xòe. Hình như dòng này ngày xưa không có cụp xòe đâu. Keo chỉ cánh thì nguyên zin này, các bác nhìn thấy không? Không mất một phần nào. Không cánh nào mất một phần nào nhé. Cam kết luôn. Từng zin từng phân keo chỉ cánh này. Đấy, nguyên luôn. Cột kèo nguyên zin hết, em bóc trực tiếp cho bà con cùng ngắm nhé. Đó.
nhìn nét 100% luôn, không hề mất một phần nào luôn. Các bác đi chăm xe thì bên em sẽ bao cho bà con, không đâm đụng ngầm nước đó, nên rất là an tâm. Tiền nào của đấy, địa chỉ uy tín để xem xe, liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. À, kiểm tra cái phần cốp cho này. Đằng sau thì có cái cam nùi rồi, thì bà con về có màn hình cam nùi đầy đủ để bà con hỗ trợ bà con lấy mới. Đó. Đây, đây là phần đít cốp của chiếc xe này. Keo chỉ zin luôn này, các bác nhìn thấy không? Rất là zin đẹp, không hề có đâm đầu đâm đít đụng gì cả. Đó. Nội thất đây, thì cái tấm thảm này nó hơi bẩn một chút, em sẽ vệ sinh nó đi cho bà con này. Dán chống ồn cả xe rồi. Lấy đồ phụ tùng thì nguyên bản theo xe nhé. Các bác nhìn này, xe gia đình người ta hay dán chống ồn, nhưng nó thật mình em cũng chẳng cần đâu. Nốp thì cũng mới này, bà con đừng có dán chống ồn mà làm gì cho nó mệt thôi. Nhá, nhìn trông nó xấu cả xe này. Đấy, cái đồ này còn nguyên bản theo xe hết các bác nhé. Tai đèn, đầu đít các thứ nguyên hết. Đó. Sơn thì nó thật bà con là màu trắng này, sơn thì người ta phải tỉa toát sơn si lại, chứ không đánh bóng lại, chứ không thì cứ để nguyên cái màu sơn trắng thì trông nó rất là bẩn. Nó ố vàng đi, người ta đánh bóng người ta sơn lại là bình thường. Nên là không có ngại, quan trọng là hiện tại thì nó rất là đẹp. Với mức tiền là hơn 300 triệu đồng, 325 triệu đồng thì chiếc City này sẽ được đánh giá cao hơn so với chiếc Hyundai Avante hay là chiếc Toyota Vios hay Hyundai Accent. Đấy, keo chỉ thì zin toàn bộ này. Đấy, từng phân keo chỉ một. Đó, đây các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Zin hết nhé. Bóc từng cột một cho bà con cứ kiểm tra. Chung là tiền nào của đấy, hơn 300 triệu đồng thì mình sẽ lựa được một chiếc xe zin, không đâm đụng ngập nước thì nó sẽ an tâm hơn. Bà con đến xem xe liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Hôm qua thì em có lắp thêm cái cam nùi vào đây. Đấy, cam nùi vào cái màn hình này. Cái màn hình là màn hình nguyên bản theo xe, nên này mới lắp cái màn cam nùi vào. Mới bóc ra. Đấy, có túi khí hai bên hai cái nhé. Vô lăng túi khí củ số kìa, có củ số, có cái cổ củ số hơi sụp số một chút này. Đấy thì em sẽ thay ra bao củ số này, mất 50.000. Rất là rẻ, đồ ô tô thực ra cũng rất là rẻ thôi, biết làm thì đơn giản lắm. Đấy các bác nhìn thấy không? Cái keo chỉ cánh cửa bên này cũng nguyên zin nhé. Bóc lốt cột cho bà con nhắm nhé. Đấy. Nguyên zin hết, không mất phần cột à. Đấy, đinh đóm còn nguyên hết này. Liên hệ xem xe qua Khả Năng Ô Tô với số điện thoại 0326062789. Giờ chúng ta cùng để lổ máy chiếc xe cũng như là kiểm tra phần điều hòa, màn hình cam nùi các kiểu. Đây, số sàn, động cơ 1.4 km chuẩn 7.1 vạn bà con nhé, túi khí ABS đầy đủ. Đấy, rất là êm, mượt mà. Bật cái điều hòa lên, thời tiết hôm nay rất là nóng nhé. Cực kỳ nóng luôn, nhưng bật cái điều hòa á chả mát luôn này, điều hòa nó tốt ạ. Bọc cái vô lăng trông xấu thế. Cái độ mòn của vô lăng thì không có, các bác nhìn thấy phím còi này. Bên này mòn nhé. Đấy, bên này thì có hơi sức sức một chút sơn này, bên em sẽ tỉa toát chấm chấm vào cho nó đẹp đi. Đấy, gương kính chỉnh điện đây thì có kết nối thêm cái biết gương cụp không? À đây là chỉnh gương nòng gương thôi, chứ gương này không cụp. Không có chế độ cụp. Cụp xòe. Đây chỉ có chạch chỉnh nòng trong gương thôi. Đấy. Đây. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Điều hòa rất là mát luôn. Đấy, điều hòa rất là mát luôn nhé. Đây có màn hình này thì có cái nối Bluetooth các kiểu này. Có thể GPS định vị này, Bluetooth này. Đó, rất là nhiều tính năng nhé. Vút sang ngang à, đây. Đâu đây? Menu. Cam nùi đi. Đấy, cam nùi thì mới nắp xong. Nét căng luôn. Để cũng cho các bác hơi trời quáng, hơi non hóa một chút. Nhìn rất là nét nhé. Để cho các bác lái mới thì đi sẽ an toàn hơn. Có điều hòa mát buốt. Đấy, úi giời, âm thanh đài đóm gì âm thanh gớm. Đấy, chế độ loa này, âm thanh của dòng này nghe sướng lắm các bạn. Thì chúc em sẽ kiểm tra rồi em cho. Có cả định vị nữa này, GPS định vị này, có chơi cả cái gì đồ chơi này. Rồi chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ nữa là kết thúc cái video này.
không có gì thay đổi, thì còn có 20 ngày nữa là Tết. Vậy thì quý bà con có bác anh chị nào mà ưng chiếc xe này bên em, hoặc là chưa thích chiếc xe nào ở đâu, thì hãy đến bên em xem xe. Liên hệ khả năng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 789 nhé. Đây, đây là phần khoang máy động cơ, máy còn zin, có cái keo con chuột vẫn còn nguyên, que đuôi chuột vẫn còn nguyên zin nhé các bác nhé. Đây đầu dàn sắt xi này, tai đèn này, keo chỉ capo này còn nguyên zin hết, ốc lỗ kỹ thuật phần đầu capo còn nguyên zin 100%. Đó, các bác nhìn thấy không, máy nổ rất êm, máy thì trông rất là mới sáng bóng. Bên em sẽ vệ sinh khoang máy cho bà con này, nhìn này, ốc ác máy còn nguyên chưa ra, số khung số máy nhìn rất là dễ. Đấy các bác nhìn thấy số khung số máy rất là dễ nhìn không? Đó. Đó, đầu dàn sắt xi này, các bác nhìn này, rất là zin đẹp luôn, nổ tròn xoe. Nên các bác nào ưng chiếc này hãy liên hệ khả năng ô tô để lấy chiếc này. Động cơ chấm tư thì số sàn bên em chỉ nó chỉ tiêu hao tầm khuôn 5,5 lít trên 100 km thôi. Đấy, máy iVTEC này, iVTEC, máy của Honda thì các bác biết rồi, êm du, tất cả những ốc ác còn chưa có mở luôn này. Đấy, rất là zin và đẹp, ốc bên trong các bác nhìn nhau rất còn zin và đẹp luôn. Hãy liên hệ khả năng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 789 để sở hữu mẫu xe này. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của khả năng. Xin chúc mọi người có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Cuối năm rồi, hãy cố mang thật nhiều tiền về phục vụ cho gia đình để mua những chiếc xe đẹp về đi lại cho nó ấm áp. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.